Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nằm trong khối không khí lạnh được coi là mạnh nhất từ đầu mùa tới giờ. Lúc này, người dân miền Bắc đã cảm nhận được rõ cái lạnh của gió Đông Bắc đầu mùa, với mức nhiệt ngoài trời ở vùng núi phía Bắc nhiều nơi đang thấp dưới 20 độ. Vùng đồng bằng thì chỉ từ 21 đến 23 độ, rét ở vùng núi, đang lạnh ở vùng đồng bằng. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm. Dưới tác động của gió đông bắc mạnh, ngày hôm nay miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, mưa ít, nền nhiệt đi ngang hoặc là tăng chậm. Cao nhất trong ngày hôm nay ở vùng núi và Trung Du phổ biến vẫn dưới 25 độ. Còn ở đồng bằng và thủ đô Hà Nội thì nhỉnh hơn một chút, ở ngưỡng 25 đến 26 độ, trời lạnh se se. Riêng ở các khu vực như tại Lai Châu, Điện Biên và phần phía tây của tỉnh Sơn La là những vùng không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa, trời vẫn có nắng và nhiệt độ vẫn cao từ 28 đến 31 độ. Lui xuống Trung Bộ, trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, làm cho khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế mây nhiều hơn, càng về chiều thì mưa càng gia tăng và từ tối và đêm nay thì khả năng sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Cao điểm của đợt mưa lớn này ở miền Trung sẽ rơi vào khoảng gần sáng và ngày mai, có điểm mưa to trên 100mm, nên cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Vì có mưa nên nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế giảm thấp, còn từ 28 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Ngày mới tại Nam Bộ và Tây Nguyên, thời tiết cũng khá là dễ chịu. Cả hai khu vực này đều không có mưa, trời tạnh, mát mẻ. Từ giờ đến chiều thì Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có được thời tiết nắng ráo. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên không cao, chỉ từ 28 đến 31 độ, Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Nhưng chiều và tối nay, với tác động của đới gió đông đưa ẩm từ biển vào thì ở Nam Bộ sẽ có mưa dông nhiều trở lại. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to về chiều và tối. Có nơi lượng mưa cao từ 30 đến 50mm nên cần phải đề phòng với tình trạng ngập úng cục bộ. Còn với khu vực Tây Nguyên, ảnh hưởng của gió đông chưa nhiều, mưa vài nơi. Ở phần phía nam của Tây Nguyên thì có mưa rải rác. Trên biển, không khí lạnh tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Với khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét biển động. Khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ và ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.